Đồ thiệt á, chứ phải bạc đâu. Vâng, biết rồi, nhìn vàng chóe rồi kia kia kìa. Lấy ra đem về phòng á, đeo vô xong xuôi rồi tiệc xong bỏ vô chỗ cũ đem cất qua đưa cho mẹ. Ôi trời, thôi, cái này đồ kỷ niệm của mẹ, đồ là đồ tư trang của mẹ, con không dám. Mang đi dằn mặt người ta để cho biết là dâu đó là vàng đeo đỏ tay, vậy là biết nhà của mình á là coi như là cái giàu có cỡ nào rồi, hiểu chưa? Dạ vâng, cảm ơn mẹ đã cho con. Ừ, không cho, cho mượn. Mẹ ơi. Ơi. Dạ, cho con vào tí được không ạ? Vô đi. Vâng. Gì vậy? Dạ thưa mẹ, dì Bảy ở xóm trên ý, mới qua nhà ta mời mẹ đi ăn mắm dỗ ạ. Không đi. Sao thế, mẹ mệt ạ? Mẹ bệnh à? Đi rồi cái bắt đầu cái xỉa xói mình, nói này nói nọ, nói xa nói gần. Rồi con cái dâu rể đem ra khoe. Đi làm gì? Đi để nhục mặt cái bà nói nè hả? Vâng, thế thì thôi, để con báo là không đi ạ. Vâng. Ê. Khoan. Ngồi đi. Có chuyện gì đấy ạ? Con phải đi. Ôi. Không mẹ, con cũng mới về đây mấy tháng rồi, còn có quen ai đâu mà. Mẹ kêu đi là phải đi. Có nghĩa là như vậy. Đi qua bển á. Vâng. Rồi mình giới thiệu cho tất cả mọi người trong đám tiệc đó. Vâng vâng. Là dâu của bà Trúc. Nghe. À vâng. Đại diện mẹ để đi qua đây để dự tiệc dỗ ở bên nhà đó ha. Đó, để cho bà khỏi phải hết xiên xỏ, bà nói nhà bà Trúc này là cô độc, con cháu đâu thấy nghe nói cũng nhiều lắm, mà ta hả cái gì cũng lũ thủi một mình à. Kỳ này đi qua dằn mặt bà cho tôi. Vâng. Nghe chưa? Vâng vâng, con hiểu rồi. Nói con nhà hiểu. Của bà Trúc là bây giờ đầy đủ đông người lắm, nghe chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Vâng, để con xuống. Khoan. Đừng nói tôi là đi, nói tí là cái đi là mặc cái này là thay cáo rồi, mặc cái quần đen nó đi nha. Rồi tay chân đâu? Đây ạ. Ý là tôi nói vàng ở tay chân đâu? Con làm gì có đeo vàng. Đúng rồi. Đeo này là nhiều rồi, bạc thôi. Bây giờ nè, đi vô trong phòng á, kiếm cái bộ đồ nào mà kim sa, kim tuyến, hộp cườm, lắp la lắp đánh chiếu sáng mặc vô cho tôi, nghe chưa? Nhưng mà phải tay chân phải có gì cho đập cho mặt người ta mới được. Tay chân mà lấy cái gì? Lấy đá đập vào mặt người ta à, mẹ? Đá đâu mà đập. Bởi tôi nói thiệt, tôi hết khổ với con với cháu, với dâu tôi cũng khổ nữa. Rước tụi này về đây tưởng sung sướng, rốt cuộc không sung sướng được ngày nào hết đó. Ôi mẹ tha thế. Ôi rồi. Nè. Ôi rồi. Đó. Đồ trang sức của mẹ đẹp thế. Đồ thiệt á, chứ phải bạc đâu. Vâng, biết rồi, nhìn vàng chóe rồi kia kia kìa. Lấy ra đem về phòng á, đeo vô xong xuôi rồi tiệc xong bỏ vô chỗ cũ đem cất qua đưa cho mẹ. Ôi rồi, thôi, cái này đồ kỷ niệm của mẹ, đồ là đồ tư trang của mẹ, con không dám. Mang đi dằn mặt người ta để cho biết là dâu đó là vàng đeo đỏ tay, vậy là biết nhà của mình á là coi như là cái giàu có cỡ nào rồi, hiểu chưa? Dạ vâng, cảm ơn mẹ đã cho con. Ừ, không cho, cho mượn. Mượn xong vậy trả lại bà nội. Đâu ra cho mượn, cho luôn. Vâng. Nhớ đeo cho thiệt là nặng nha, đi mà diễn luôn nha. Nặng tay đó, nói chuyện với bà dơ, thì bà thấy gì chưa? Ừ. Vâng. Rồi. Thế là cho mượn thôi. Ừ. Không phải cho luôn. Cho mượn. Vâng, nhớ rồi, cho mượn. Thôi con đi mẹ nhé. Ừ. Kỳ này bà Bảy biết tai tôi.